Chào bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đọc báo. Hôm trước cô Thành có dạy các bạn một bài đọc báo rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ tiếp tục vẫn là trên trang web NHK đúng không nào? Và trang web gì đây? New West Easy nhé. Trang báo dành cho những người gì nhỉ? Tiếng Nhật ở lưng chừng. Trang báo này cũng dành cho những học sinh tiểu học hay là trung học ở bên Nhật nhé. Tiểu học hay là trung học cơ sở bên Nhật, cấp 1, cấp 2 ấy. Được chưa nào? Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu đây? 7月22日 tháng Nhật. Kêu là đối với attendance nhé. Và bài báo ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc là đây rồi. Arbeite to parto no jikyu ga ima made de ichiban takaku naru. Ichiban takaku naru. Ở đây có một từ đó là Arbeite và parto. Mình có tra cứu thì có sự mình hiểu được một sự khác nhau như thế này. Arbeite thì chủ yếu là người ta ám chỉ, người ta hình dung ra đó là những cái học sinh sinh viên. Còn parto thì người ta hình dung ra những cái bà nội trợ hay là người lao động bình thường, được chưa? Mà tóm lại không có gì khác nhau cả, người ta chỉ hình dung như thế để dễ hiểu thôi, được chưa? Hay jikyu là gì? Jikyu là tiền lương theo giờ đúng không? Và imamadede tức là gì? Cho đến thời điểm bây giờ, được chưa? Hay là từ trước tới giờ cũng được, thì là từ trước tới giờ cũng hợp lý, được chưa? Vậy thì ta dịch tiêu đề của bài viết này đó chính là đấy, tiền lương làm theo giờ của công việc làm thêm cao nhất từ trước cho đến giờ, được chưa nào? Hay chúng ta đi vào nội dung của nó nhé. Hay các bạn nào muốn nghe thì có thể bấm vào nghe nhé. Arbeite to parto no jikyu ga ima, nhưng mà đọc rất là chậm, mình không thích kiểu như thế này, đúng không? Như kiểu tiếng Việt là gì? Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ tiền lương thế nào đó, đọc rất là chậm đúng không, thì nó không hay đúng không? Bây giờ ok, các bạn có nhìn thấy rõ không? Nhìn thấy chữ cũng to rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đi đến một vài cái từ vựng. Trước tiên đây là một tên của một công ty này. Recruit jobs. Jobs là job, là công việc đấy nhá. Đây, các bạn có thể để ý tên công ty đây. Hay Recruit jobs, tên công ty này nhá, không có gì cả. Đây rồi. Chúng ta đi vào những cái từ mới tiếp theo. Bố siêu là gì nhỉ? Tuyển dụng đúng không? 1時間 の給料の時給調査là gì nhỉ? 調査là điều tra đúng không nhỉ? 調査 điều tra 調査首都圏 ở đây có nghĩa là những cái khu vực xung quanh thủ đô Tokyo đấy nhé, những cái vùng xung quanh thủ đô Tokyo. Còn Kansai Chiho tức là những khu vực ở xung quanh thành phố Osaka. Và cuối cùng Tokai Chiho là khu vực nằm ở giữa Osaka và Tokyo nhé, như Aichi Ken hay là Shizuoka Ken đấy. Hết rồi. Cái câu đoạn đầu tiên này chỉ có gần đấy từ mới thôi. Chúng ta đi vào câu đầu tiên này, mình đọc cùng các bạn nhé. Hay Recruito Jobs wa kaisa ga arubaito ya parto wo boshiu suru toki no 1 jikan no kyūryō no jikyū wo chōsa shite imasu. Chủ ngữ đây của chúng ta là gì đấy? Chủ ngữ là gì đây? Đây rồi, cái công ty này. Công ty này nó làm gì? Đây rồi, nó đây. Thấy không? Công ty Recruit Jobs này đã điều tra. Điều tra cái gì đây? Nghe từ trước đó các bạn còn nhìn thấy. Điều tra thì là cái tiền làm theo giờ. Ủa, tiền lương một giờ thì không cần dịch nữa. Gọi là dịch là tiền làm theo giờ thôi. Tại vì cái từ này với cả một cái từ say nó sau là chung nhau một ý nghĩa rồi. Nhưng mà dịch ra thì tiếng Việt nó rất là hên đúng không? Chúng ta chỉ cần điều tra cái tiền lương làm theo giờ. Ở đây có từ của đúng không? Của cái gì? Của ai? Phải của các công ty đúng không? Là cai sản đấy. Của các công ty thế nào? Của các công ty khi tuyển dụng gì nhỉ? Người đi làm thêm. Cái này arubaito hay là parto gì là người đi làm thêm được, nó rõ. Nhìn lại nhá. Cái công ty Recruito Jobs đã điều tra cái thời gian, cái số tiền làm thêm theo giờ trong một giờ đấy nhé. Số tiền làm thêm trong một giờ của những công ty đang tuyển dụng gì nhá, tuyển dụng người làm thêm.
Và theo như cuộc điều tra này, cái từ này dễ rồi. この調査によると Tiếp theo, 今年の6月の首都圏と関西地方と関西地方、東海地方の平均の時給は1012円でした。ですね。変動ないというのは、うん。Thì đây, phóng từ mới nữa là 平均 tức là bình quân. Đúng nhỉ? Bình quân. Và là số tiền theo giờ bình quân hay là gì cả trung bình cũng hợp lý. Ừ. Số tiền theo giờ bình quân của gì đấy? Các vùng, gọi là mình các vùng này, chi hô là các vùng, còn những cái vùng này mình sẽ đọc tên cái này nhá, danh từ riêng. Của các vùng Tokai này và vùng Kansai này và các vùng xung quanh Tokyo vào tháng 6 năm nay thì đã 1012 yên. Đấy chứ nào, dịch đơn giản thôi. Kyo nen no 6 gatsu yori 24 yen agatte ima made de ichiban takaku narimashita. Con này dễ rồi, con này giống đề bài của nó đúng không? Ừ. Tức là gì đây? Hơn này, hơn tháng 6. Kyo nen no 6 gatsu yori. Tức là gì đây? Nó là tăng này. Tăng bao nhiêu đây? Agatte tức là tăng. Tăng lên 24 yên so với tháng 6 năm ngoái. Bây giờ tháng 6 đúng không? Thì năm ngoái là một năm trước. Kyo nen no 6 gatsu yori. Được chưa nào? Và nó gì nhỉ? Nó cao nhất từ trước đến giờ. Nó gì? Nó là cái tiền lương này. Cái số tiền này là cao nhất từ trước đến giờ. Được chưa nào? Tiếp theo. Wow. Ok. Tiếp theo này. Basho de kuraberu to ichiban takakatta no wa shuto ken de 1050 yen de shita. Được chưa nhỉ? Ở đây có một từ đó, từ no này. No này. Và ở đây có một từ này thì chắc dễ rồi. Kuraberu là gì nhỉ? So sánh, đúng không? So sánh. So sánh bằng cái địa điểm thì dịch là so sánh bằng địa điểm thì chúng ta thấy gì? Nơi so sánh địa điểm thì no này chúng ta chỉ là nơi đằng sau là có địa điểm đấy rồi. Nơi cao nhất chính là khu vực xung quanh thủ đô Tokyo với số tiền lương một giờ là, nói rõ ra thì dễ hơn, thì dễ hiểu hơn đúng không? Với số tiền lương một giờ là bao nhiêu đây? 1051 yên. Được chưa nào? Tiếp theo, 次は関西地方で940円、その次は東海地方で950円でした。この間だとは、tiếp theo là vùng 関西 với 974 yên, tiếp theo đó là vùng 東海 với 952 yên. OK. Đoạn tiếp theo này. Hey, 時給が一番上がった仕事は事務で。OK.去年より40円上がって1040円になりました。Câu này dễ rồi đúng không? Ở đây có chủ ngữ của chúng ta là công việc, ngữ chung hóa này đúng không? Ừ. Công việc này là gym, công từ gym. Công việc này đó chính là công việc văn phòng, được chưa nào? Văn phòng. Công việc văn phòng các bạn nhớ nhé. Ừ. Cái công việc mà tiền lương tính theo giờ này cao nhất này. Công việc tiền lương theo giờ cao nhất đó chính là công việc văn phòng, được chưa nào? Agatte là kyo nen yori 40 yen agatte 1049 yen ninarimasu, tức là gì ạ? Còn là công việc văn phòng nó là một dịch từ sau trước nhá, nó là một 1049 yen, tăng 40 yen so với năm ngoái, được chưa? Dịch từ sau trước thì nghe nó vẻ nó nuột hơn, nó suôn sẻ hơn. Tiếp theo, restaurant nào để hataraku shigoto wa 20 yen agatte 978 yen ni narimashita. Đúng không? Những cái công việc làm thêm, những công việc làm tại các quán ăn. Đấy là tại, đúng không? Tại ví dụ như là các quán ăn, tại các quán ăn thì nó là 978 yen, đúng không nhỉ? Tăng 24 yen. Được chưa? Hay, tiếp theo. Đây rồi, bạn cuối cùng. Cuối cùng bài này. Đó. Recruit jobs wa
働き人が足りなくてアルバイトの時給を何度も上げる会社が増えています。時給はこれからも上がると思いますと話しています。Khi mà bạn đọc bài đấy chưa, thì khi mà người ta có những cái dấu ngoặc như thế này thì chắc chắn bao giờ phải có cái dấu ngoặc cuối cùng, và sẽ chúng ta sẽ dịch sau rồi chưa. Còn chủ ngữ của chúng ta là gì đây, là cái thằng này, sau đó chúng ta dịch cái thằng đằng sau này là sẽ ra rồi nhỉ nhá. Công ty Rikuto Jobs đúng không, đã nói rằng đúng không, đã nói rằng Hanaste tức là kể chuyện cho tôi đúng không, hay là đã nói rằng hay là đã kể dạng được tình dạng được. Xong rồi chúng ta dịch bên trong đây rồi, có hai câu đúng không, đặt đây hai câu, chúng ta dịch câu này trước, hay chúng ta có thể dịch lại như sau. Công ty này nói rằng đúng không, nói rằng có rất là nhiều công ty năng động hoa cái là liên tục tăng lương nữa, liên tục tăng lương theo giờ gì nhỉ, cho các nhân viên, cho các nhân viên của mình, à đúng rồi, cho các nhân viên của mình, bởi vì gì nhỉ, thiếu người lao động được chưa nào, và gì nhỉ, và họ nghĩ rằng tội mồi mà đúng không, và họ nghĩ rằng là cái gì nhỉ, cái tiền lương theo giờ này thì kể từ nay về sau cũng vẫn sẽ tăng mà thôi, đúng không, cô đây cả là mộ à gà được được chưa nào. Hay, bài học của chúng ta kết thúc tại đây rồi. Nếu bạn có gì không hiểu thì các bạn nhớ comment xuống dưới trang web này nhé. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới. Yeah.